Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Khi kiến tạo còn đẹp hơn cả ghi bàn, những ngôi sao của bóng đá thế giới như Ronaldinho, Ronaldo, Messi hay Neymar, ngoài việc có những bàn thắng siêu phẩm thì họ cũng có những pha kiến tạo đẹp mắt đi vào lịch sử bóng đá. Những đường kiến tạo dọn cổ cho đồng đội đẹp đến nỗi người ta không còn nhớ đến hay quan tâm là ai là người chạm bóng cuối cùng ghi bàn. Cùng xem clip dưới đây chọn ra đâu là bàn kiến tạo đẹp nhất mọi thời đại nhé. Nếu thấy clip này hay thì hãy like, share, subscribe, nhấn vào nút thông báo để nhận được những clip mới nhất từ bên mình nhé. Xin chào. Trong bóng đá, chúng ta vẫn thường nhắc đến nhiều cái tên ghi bàn mà quên rằng để có những bàn thắng thì cần có những người hùng thầm lặng. Những ngôi sao của bóng đá thế giới như Ronaldinho, Ronaldo, Messi hay Neymar. Ngoài việc có những bàn thắng đẹp mắt thì họ còn có những đường dọn cổ khó tin khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Và sau đây là những pha kiến tạo đẹp hơn cả ghi bàn cũng bắt đầu ngày thôi nào. Chủ nhân bàn thắng này là Mohamed Salah. Thế nhưng, người được nhắc đến nhiều nhất không phải là cầu thủ Ai Cập. Cái tên nhận cơn mưa lời khen là Roberto Firmino với pha kiến tạo vô cùng đẳng cấp. Số 9 Liverpool để lại dấu ấn khi thực hiện khống chế nhạy cảm bằng chân phải, dùng chân trái giật gót kiến tạo. Pha phối hợp ăn ý dẫn đến bàn thắng của Liverpool khiến cho cổ động viên trên sân Anfield vỡ òa. Trong chiến thắng 7-0 của Bồ Đào Nha trước Estonia, Cristiano Ronaldo đã có một pha phi thân đánh đầu mở tỷ số vô cùng hoàn hảo. Nhưng với nhiều người, pha vẫy má ngoài kiến tạo của Quaresma trước đó mới thực sự là đẳng cấp. Ricardo Quaresma vẫn luôn nổi tiếng với cú vẫy má ngoài, Trivela đạt độ chính xác tới hoàn hảo và rõ ràng. Đường bóng sau cú ra chân của Quaresma đã tạo điều kiện không thể tuyệt vời hơn để Ronaldo một mình một bóng xé toang màn lưới của Estonia. Đây có lẽ là một trong những pha kiến tạo kỳ lạ nhất thế giới bóng đá. Trên chấm phạt đền, Messi chỉ khẽ đưa nhẹ bóng sang bên phải cho Suarez lao vào sút tung lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội khách. Đường kiến tạo này đã gây ra rất nhiều tranh cãi về tính hợp lệ của nó. Trong lịch sử bóng đá thế giới, khán giả nhiều dịp chiêm ngưỡng siêu phẩm bàn thắng từ gót chân. Nhưng dùng gót chân để kiến tạo thì không có nhiều cầu thủ như tiền vệ Guti, cả thủ môn lẫn hậu vệ đối phương đều không kịp trở tay trước pha dọn cổ đầy sáng tạo như thế này. Không phải tự dưng mà Kevin De Bruyne được mệnh danh là ông vua kiến tạo. Bàn thắng sau đây sẽ là một minh chứng sống động cho điều đó. Phút 69 của trận đấu vòng bảng World Cup năm 2018, De Bruyne ở trong vòng cấm đã vẫy má ngoài chân phải chính xác từng mm để Lukaku đánh đầu cận thành tung lưới Panama. Trận đấu với Moldova tại vòng loại Euro năm 2020 là thời điểm đánh dấu cột mốc 6 năm Pogba ăn cơm tuyển Pháp. Cầu thủ thuộc biên chế MU đã khiến ngày đặc biệt này thêm phần ý nghĩa bằng tình huống kiến tạo không thể hoàn hảo hơn cho người đồng đội Griezmann mở tỷ số. Từ khoảng cách hơn 20m chính diện khung thành Moldova, Pogba thả quả bóng điểm rơi chính xác từng cm để Griezmann thoát xuống rất nhanh và tung ra cú đá nối đẳng cấp không kém tung lưới thủ thành Alexey Kosele. Không chỉ ghi nhiều bàn thắng kỹ thuật đẹp mắt, tiểu Pelé, Neymar cũng cho thấy khả năng kiến tạo đẳng cấp không kém ai với cú đánh góc kỹ thuật cho đồng đội ghi bàn. Trong tư thế quay lưng về khung thành đối thủ và bị vây quanh bởi nhiều hậu vệ Betis, Neymar ngẫu hứng thực hiện pha đánh góc vô cùng ảo diệu, loại bỏ hoàn toàn hàng hậu vệ đội khách để Suarez hoàn tất thành công pha phối hợp tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 4-0 cho Barcelona. Let's escape.
I won't let go until the sunrise. These open highways are calling. Không chỉ sở hữu những pha kiến tạo xé toang hàng phòng ngự, Mesut Ozil còn được biết đến với những pha đánh gót cực kỳ điệu nghệ. Chúng ta hãy cùng xem lại một trong những pha kiến tạo đẳng cấp nhất của ngôi sao người Đức khi anh còn khoác áo Real Madrid nhé. Nhìn pha chạm bóng của Ozil, ai cũng tưởng anh chàng cầu thủ này như có mắt ở sau gáy vậy. Maria tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 4-0 của Real Madrid trước Copenhagen. Không chỉ ghi được cú đúp, ngôi sao người Argentina còn có pha kiến tạo không thể chê vào đâu được, bị theo sát trong vòng cấm. Nhưng tiền vệ người Argentina vẫn thể hiện được chất nghệ sĩ với cú Rabona truyền như đặt cho CR7 ghi bàn. Barca trong ngày có át chủ bài Messi luôn tạo ra sự khác biệt như các siêu tiền đạo vẫn hay làm. Phút 83, khi tỷ số đang là 1-1, Messi có pha đi bóng xé tung hàng phòng ngự của Inter. Cầu thủ người Argentina tung hoành giữa vòng vây của 6 cầu thủ trước khi giật lại một nhịp rồi chuyền sang cho Suarez. Đến lượt tiền đạo người Uruguay thể hiện với pha khống chế kỹ thuật rồi sọc thẳng vào vòng cấm dứt điểm tung lưới Inter Milan. Emotions ever torn so deep, falling down through the clouds on feeling you. Stay away from me. You keep haunting me. Chỉ những ngôi sao nổi tiếng mà ngay cả những cầu thủ vô danh đôi khi cũng tạo nên những siêu phẩm kiến tạo. Natrem trong tình huống này là một ví dụ điển hình, cầu thủ này đã có pha hãm bóng ngay trước vạch vôi hết sức điệu nghệ. Không chỉ vậy, anh chàng còn bình tĩnh sau kim luôn hậu vệ đối phương, đặt đồng đội vào thế ghi bàn không thể dễ dàng hơn. Nhiệm vụ của các thủ môn là cứu thua, nhưng khi chứng kiến họ trực tiếp kiến tạo bàn thắng cho đồng đội thì hãy ngã mũ thán phục dành cho họ sự nể phục thực sự. Neuer cũng là một trong số đó. Thủ thành số 1 của Bundesliga thường xuyên có những pha phát động tấn công rất hiệu quả. Không ít lần những cú phát bóng của anh đã trở thành đường kiến tạo giúp cho các đồng đội ghi bàn. Cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại những tuyệt tác kiến tạo còn đẹp hơn cả ghi bàn. Hãy cho chúng tôi biết pha bóng yêu thích của bạn bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.